Thưa quý vị, những số liệu vừa rồi về cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người do đế quốc Mỹ tiến hành tại Việt Nam, vẫn chưa thể nói hết nỗi đau mà người dân Việt Nam, mảnh đất Việt Nam đang gánh chịu. Sau chiến tranh, thảm họa da cam vẫn đang phá hủy sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu người dân Việt Nam, tạo nên sự hủy hoại nhiều thế hệ. Hôm nay, Hòa Bình Gọi mong muốn góp thêm một tiếng nói về nỗi đau da cam để hiểu hơn và hành động mạnh mẽ hơn trong hành trình khắc phục còn rất lâu dài, với tập phim mang tên Dioxin, Trách nhiệm và Đạo lý. Tôi được phân công phụ trách cái công việc là khắc phục và chiến tranh. Chúng ta chỉ đơn giản nghĩ đó là những quả bom mìn còn sót lại. Chúng ta chỉ đơn giản nghĩ là những cái nạn nhân bom mìn, những người tàn tật, cái đó không đủ. Mà cái hậu quả chiến tranh nó sâu sắc, nó lâu dài và nó nặng nề hơn rất nhiều. Ở Việt Nam nó có một cái đặc biệt trên thế giới là hậu quả của chất độc hóa học. Nó bi thảm ở chỗ nó không chỉ là những người tham gia cuộc chiến bị ảnh hưởng, mà đời con họ, đời cháu họ, và có khi lại cách một đời là bị. Chúng ta còn những cái điểm nóng dioxin, mà cái điểm nóng ấy, xung quanh điểm nóng ấy thì các cái chỉ số về sức khỏe con người là tệ hại nhất trên thế giới. Về ung thư, về bệnh bạch huyết, về u não, về các cái bệnh khác đều cao rất nhiều so với chỉ số bình thường. Đó là cái ổ bệnh, mà cái bệnh nan y cả. Ví dụ như ở Đà Nẵng, Biên Hòa, Phú Cát. Cho nên là cái việc mà làm sạch các cái hậu quả chiến tranh, các cái tàn dư vật nổ, rồi chất độc hóa học sau chiến tranh, rồi bảo đảm sức khỏe cho con người là một cái vấn đề rất là lâu dài. Và nhưng mà tôi tin là trong thời gian tới đây, trong khoảng 10 đến 20 năm nữa, thì cái tốc độ khắc phục chiến tranh của chúng ta sẽ tăng lên rất nhanh. Xin được cảm ơn giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi tin rằng là với những chia sẻ của bà thì quý vị khán giả có thể cảm nhận rõ ràng sâu sắc hơn về chất độc da cam dioxin. Và với vai trò là một bác sĩ, một nhà nghiên cứu, thì xin cô hãy vui lòng cho biết là chất độc da cam dioxin đã hủy hoại con người, nòi giống của dân tộc Việt Nam, cũng như là mang đến những cái hệ lụy như thế nào. Năm 65-67 thì lúc đó tôi là bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ, thì tôi đỡ đẻ nhiều trường hợp em bé nó không có sọ, và nó bị, có nhiều đứa nó không ra hình hài một đứa bé nữa, nó như một cục thịt. Đại khái là có rất nhiều cái loại mà khuyết tật. Thì như vậy là tôi tự nhiên thấy là năm 67 tự nhiên nó tăng lên, cái tỷ lệ nó tăng lên rất là bất thường. Cho nên tôi mới suy nghĩ, tôi nói không biết tại sao như vậy. Đồng thời là có những cái loại ung thư ở phụ nữ Việt Nam ở lúc đó, đó là ung thư thay trứng. Nó có thai trứng rồi nó trở thành ung thư thì cũng tăng lên bất thường rất nhiều. Rồi thai chết lưu cũng rất là nhiều. Thì tôi cũng không hiểu tại sao, và tôi có để dành một số mẫu các
cái khuyết tật đó để hy vọng rằng về sau này tôi có thể nghiên cứu được. Thì năm 76 thì tôi mới được ban giám đốc bệnh viện yêu cầu là phải trả lời về vấn đề những cái khuyết tật em bé hay là những cái ung thư phụ nữ mà sinh ở bệnh viện Từ Dũ như thế nào trong thời gian chiến tranh. Khi đó tôi tìm tài liệu thì tình cờ tìm được một cái quyển gọi là báo cáo của cái Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ, yeah, là xuất bản năm 1974 do những nhà khoa học của Hoa Kỳ là họ đưa ra để xuất bản. Thì tất nhiên là của Hoa Kỳ và do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cho nên cái chương mà về sức khỏe con người nó rất là ít, rất ngắn. Nhưng mà qua đọc toàn bộ cái báo cáo đó rồi thì tôi nghĩ đúng là cái những cái chất hóa học này nó đã làm nên những cái khuyết tật mà với cái tỷ lệ hết sức cao. Qua những cái nghiên cứu về thực tế ở tại Việt Nam, yeah, rõ ràng là chất độc hóa học, chất độc da cam nó gây ra khuyết tật bẩm sinh, nó đưa đến là những cái đứa bé nó sinh ra mà cơ thể nó không bình thường, và những đứa bé nó chậm phát triển kể về mặt tinh thần nữa, tâm thần nữa, cho nên là nó không thể nào mà phát triển thành ra những con người bình thường. Những người mà bị phơi nhiễm trực tiếp từ hồi chiến tranh thì hiện nay cũng lớn tuổi, khoảng 70-80 tuổi, nếu còn sống thì cũng đang bị ung thư, đang bị có những cái bệnh hiểm nghèo, thì người ta đang chết dần chết mòn như vậy. Thưa quý vị, ở nơi tận cùng của nỗi đau ấy, những nạn nhân chất độc da cam tìm thấy nghị lực, ý chí, lý do để vươn lên, tiếp tục sống, và chính nỗi khốn cùng của họ là tiếng nói mạnh mẽ tố cáo tội ác của chiến tranh. Ở nơi tận cùng của nỗi đau, họ không đơn độc. Trong vòng tay chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của đồng bào mình, những hỗ trợ từ sự thấu hiểu và đạo nghĩa của bạn bè quốc tế, những con người có lương tri, yêu chuộng hòa bình vẫn luôn đứng về phía họ vì khát khao công lý và mục tiêu ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học hủy diệt môi trường, gieo rắc thảm cảnh cho con người. Hợp tác quốc tế của các quốc gia đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Và không có cái hợp tác quốc tế ấy thì chúng ta rất khó khăn để mà đẩy nhanh cái tốc độ khắc phục hậu chiến tranh. Trước hết nó ủng hộ chúng ta ở cái thái độ ủng hộ của thế giới về một cái đất nước mà bị ô nhiễm chất độc cũng như là bom mìn rất nặng nề. Cái ủng hộ chính trị rất là quan trọng. Thứ hai là họ hỗ trợ chúng ta về những cái công nghệ hiện đại mà họ có. Hỗ trợ rất là vô tư, vừa là khắc phục ở trong thiên nhiên vừa chữa bệnh cho con người. Thứ ba là họ hỗ trợ về tài chính. Điển hình vừa rồi ví dụ như là cái dự án khắc phục của chiến tranh ở ba tỉnh Quảng Bình, Bình Định và Quảng Trị, 20 triệu đô la của Koika Hàn Quốc. Cái dự án Dioxin Đà Nẵng là 110 triệu đô la thì do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Chúng ta đã nhiều lần cảm ơn cái sự hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi cũng nói với những cái người Mỹ khi mà sang đây giúp chúng ta những cái tiền đấy để mà làm, là đây chính là sức ép của những người dân của họ, nhân dân họ. Chính những người sản xuất ra cái chất dioxin ấy, những người lính mà bị ảnh hưởng bởi những chất dioxin ấy, gia đình những cái người mà đã thiệt mạng Việt Nam được chúng ta tìm kiếm hài cốt trả về cho gia đình họ. Chính họ mới là những người giúp chúng ta. Cái cuộc mà đấu tranh về pháp lý để đem lại, giành lại công lý cho nạn nhân của chúng ta thì cái đó trước đây không có đâu. Từ khi cái vụ kiện của mình đưa ra cái ánh sáng cái vấn đề này, rồi từ khi mà đi ra ngoài để mà chúng ta nói cho họ biết, thì từ đó trở đi thì người ta mới biết và người ta ủng hộ mình rất mạnh. Thì như vậy là nó cũng làm lùi bước một chút đó, chính quyền của Mỹ cũng như là các công ty hóa chất của Mỹ nó phải đi lùi lại một chút, chứ trước đây là họ cứ khăng khăng là không chịu nhận. Đến năm 2008 thì chính ở cái tấm mà pano mà treo ở trước Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ, họ nói trách nhiệm bị lãng quên của chúng ta, rồi họ hai chấm, chúng ta phải làm gì cho nạn nhân chất độc da cam.
tôi rất là hài lòng khi thấy cái đó. Là bởi vì sao? Trước đây họ không công nhận họ có trách nhiệm. Bây giờ là họ nói là trách nhiệm bị lãng quên của chúng ta. Từ những cái thấu hiểu, giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng sẽ mong muốn chia sẻ gì với cộng đồng, kêu gọi cộng đồng như thế nào để chúng ta giải quyết những hậu quả và hệ lụy của chất độc da cam dioxin, từ việc là tẩy rửa những chất độc có trong môi trường đến việc là hỗ trợ cho những nạn nhân đã bị nhiễm độc, rồi hạn chế tới mức tối đa nhất những tác hại tới sức khỏe. Trước mắt đó là mình xây dựng nguyên cái hàng rào bao xung quanh cái vùng có nhiễm chất dioxin. Ở bên ngoài thì cái hồ Biên Hùng, ở gần Biên Hùng đó, ở gần sân bay Biên Hòa. Trời ơi, trước đây là người dân người ta thả, cứ bắt cá ở đó, cá tôm này kia là đem về ăn. Sau này là mình phải bao lại và mình phải có cái biện pháp. Chính quyền ở Đồng Nai nói ai mà ăn đó là bị phạt, ai đến câu cá là bị phạt. Dạ, vâng. Mình bao lại thì như vậy nó giảm bớt đi. Hoặc là sân bay ở A Lưới, A Sầu A Lưới sân bay đấy, thì cái mức độ nhiễm thì cũng cao đó. Khi mà phân tích thì thấy là trong đất có hơn 800 PPT, tức là cao, mức độ cao. Thì trước đó là người dân ở trên đó họ cũng ăn cái ở trong, ở gần đó là có cái hồ. Họ cũng ăn cá này kia đó và sử dụng nước lên đó. Thì thấy là nước nó bị nhiễm chất dioxin cao lắm. Nên là mình cũng xây hàng rào bao xung quanh không cho sử dụng. Và sau đó là cái nhóm đối thoại cùng với hội nạn nhân chất độc da cam này là phải đi quyên góp tiền, quyên góp được mấy tỷ thì xây cho A Sầu A Lưới một cái hệ thống nước dẫn nước từ, làm một cái hồ ở trên núi cao, nước mưa, hứng nước mưa, rồi mình mới cho cái ống dẫn xuống làng thì người dân sau này họ có nước xài, nước sạch, nước hoàn toàn sạch, không cho họ khoan giếng nữa, không cho đào giếng, bởi vì trong giếng cũng có chất dioxin. Rồi ở Kon Tum, ở tại cái huyện Sa Thầy đó cũng chất độc nhiều lắm, quyên góp được tiền thì đem lên cũng làm một cái hệ thống nước như vậy. Người dân người ta mang ơn mình lắm. Dạ vâng. Tôi nhớ là cái ngày bắt đầu có nước đó, họ gặp đó, trời ơi cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. Một cái hệ thống nước nữa thì ở Từ Vũ chúng tôi cũng vận động được, thì là làm ở xã Lát, ở huyện Lạc Dương ở Lâm Đồng. Cũng như vậy, rất mong rằng là thế hệ trẻ sau này là có người cũng sẽ tiếp tục để làm những cái việc có thể giúp cho nạn nhân người ta được bớt đi cái nỗi đau, nỗi khổ. Kế hoạch mà khắc phục cái thảm họa da cam Việt Nam ấy, thì chính phủ đã có một cái chương trình 651 và nêu rõ cái hành động của chính phủ từ nay đến năm 2020 và có thể đến 2021-2022 thì sẽ giải quyết cơ bản là cái khắc phục hậu quả chất độc da cam về môi trường. Cái thứ hai là cái hoàn thiện cái chính sách để mà đối với nạn nhân. Đối với hội chúng tôi thì cái chính chúng tôi vẫn tiếp tục cái cuộc vận động ở trong nước và đối với nhân dân nước ngoài để mà ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, và chúng tôi là giúp cho họ có một cái cuộc sống nó ổn định hơn và thực hiện cái chủ trương của chính phủ, tức là không để một cái hộ nào nghèo đói mà lùi lại phía sau, mà không được có công với nước mà không được chính phủ giúp đỡ. Thưa quý vị, hơn tất cả những lời buộc tội, hơn tất cả những bằng chứng về chất độc hủy hoại con người và giống nòi, những hình ảnh đau đớn mà chân thực vừa rồi về các nạn nhân chất độc da cam đánh động lương tri và làm bàng hoàng cả những trái tim sắt đá nhất. Trong những nỗ lực khép lại quá khứ đau thương, chính phủ và nhân dân Việt Nam chưa yêu cầu bất cứ một chính phủ nào phải xin lỗi vì đã đưa lực lượng quân sự tới Việt Nam và gây ra những hậu quả chiến tranh nghiêm trọng đối với đất nước này. Nhưng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, nhất là trong điều kiện quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đã và đang được thúc đẩy hợp tác hướng đến phát triển toàn diện, thì với lương tâm,
trách nhiệm đạo lý và pháp lý với tinh thần nhân văn, tình thương yêu, quý trọng cuộc sống con người. Vấn đề hậu quả chiến tranh Việt Nam mà cụ thể ở đây là những hệ lụy của chất độc da cam dioxin cần phải được giải quyết tích cực hơn nữa từ nhiều phía, nhất là từ chính phủ Hoa Kỳ. Sống, một hành trình của sự kiến tạo và trải nghiệm những khoảnh khắc chân quý. Sống luôn khởi nguồn từ những điều bình dị nhất. Sống là sự sẻ chia, là tận hưởng hạnh phúc trong những bình yên, là niềm đam mê và nỗ lực vươn tới thành công. VietinBank nâng giá trị cuộc sống. Nơi nào có sự sống, nơi đó có Thanh Xuân. Ở đâu có nhà cửa công trình, ở đó có Thanh Xuân. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Xuân là doanh nghiệp tiên phong có uy tín hàng đầu thị trường Việt Nam, chuyên phân phối cung ứng vật tư sản phẩm ngành nhựa và thiết bị ngành nước. Tọa lạc tại 733 Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình. Điện thoại 028 3971 6373, 028 3971 2230. Thanh Xuân, niềm tin cho mọi công trình.